Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Ngày hôm nay, Hằng Ni giới thiệu một căn nhà phố, mặt tiền đường lớn, đường hai chiều, thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Một căn hiếm có khó tìm trên thị trường hiện nay, tọa lạc căn gốc hai mặt tiền đường, với lợi thế diện tích chiều ngang gần 5m mà được gia chủ xây dựng lên tới 6 tấm rưỡi, có đầu tư thang máy bên trong nhà. Và đó, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường chính phía trước, mặt tiền đường lớn của ngôi nhà mình, tọa lạc ngay trục đường số 1 thuộc phường 16 quận Gò Vấp, trục kết nối với đường Thống Nhất và đường Nguyễn Văn Lượng. Cả nhà mình di chuyển về ngã năm Gò Vấp tầm khoảng 10 phút, cách quận Bình Thạnh, Phú Nhuận và sân bay Tân Sơn Nhất chỉ từ 15 phút di chuyển. Một vị trí vừa đẹp, dân cư lại lưu thông đông đúc qua lại, thuận tiện kinh doanh mở văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, spa cho đến đa khoa, cơ sở giáo dục y tế, làm gì cũng ra tiền. Kế bên nhà mình là nhà hàng Lẩu Cua Cây Me nè, cho đến quán ăn, cà phê sân vườn, tiệm nail, tiệm tóc gì cũng có. Khu vực này là tập trung rất là nhiều tiện ích, chợ, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và cả nhà mình đi siêu thị thì cách chỉ 5 phút là kế bên đó Tamat Nguyễn Văn Lượng. Đó, một căn nhà vị trí góc hai mặt tiền đường rất là sáng và thoáng luôn. Và nhà mình được gia chủ xây dựng là một trệt một lửng, 4 lầu thêm ban công sân thượng bên trên, 6 tấm rưỡi có đầu tư thang máy bên trong nhà. Mặt tiền chính phía trước là thuộc hướng chính là hướng nam, hơi ghé tay nhẹ. Hẻm hậu bên hông thuộc hướng chính là hướng đông, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là đông tứ trạch, với thông số diện tích chiều ngang cho ngôi nhà là 4m7, chiều sâu vào là 17m. Công năng sử dụng bên trong nhà rộng, mặt tiền dùng để kinh doanh, phòng khách, phòng bếp, ra ô tô, sân phía trước dùng để trồng cây trồng hoa. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ master lớn, kèm phòng thờ, ban công sân thượng đầy đủ. Một căn nhà mặt tiền đường được gia chủ thiết kế với mẫu hiện đại, mỗi tầng đều có chỗ ban công ở bên ngoài. Tọa lạc lợi thế góc hai mặt tiền đường, nhà rất là thông thoáng luôn và đang được gia chủ rao bán với mức giá là 16 tỷ 300 triệu đồng, giá còn thương lượng với chính chủ nữa. Phan Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà, và Hằng Ni có một mức giá nội bộ, giá cam kết tốt nhất thị trường hiện nay. Mình vào mình thương lượng dưới 16 tỷ thoải mái nha cả nhà. Đó, nhà mình tọa lạc ngay căn góc hai mặt tiền đường, hiểm hậu bên hông là hiện hữu rộng 6m, hai làn xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được, đường trải nhựa. Nhà mình với lợi thế căn gốc cho nên được gia chủ mình có chỗ hai cửa, một mặt tiền chính phía trước thêm một lối cửa bên hông nữa, mà lối cửa này là thuộc hướng chính hướng đông như cả nhà, cho nên nhà mình lúc nào cũng rất là thoáng và mát. Bên trên thì chỗ rất là nhiều ô cửa sổ, khu vực ban công ở bên ngoài đầy đủ ánh sáng tự nhiên vào ban ngày luôn. Nhà này mà mình kết hợp vừa ở kinh doanh đa ngành nghề, văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, spa, mình trưng bày bảng hiệu cái mặt tiền bên hông này nè, thì mình để rất là sáng nhà luôn á. Đó, đường đẹp chưa, bên trong này trải dài vào còn một khu nhà dân cư mình đang ở hiện hữu khoảng 10 căn nữa. Khu này là tương đối an ninh, có camera khu phố, và cách nhà mình 100m là Bách Hóa Xanh cho đến cửa hàng tiện lợi Mini Top, cũng như là nhà hàng sân vườn, rồi đối diện nhà mình luôn là một quán cà phê sân vườn nè cả nhà, cũng là căn góc hai mặt tiền đường rất là thoáng luôn á. Và nhà mình với lợi thế tạo lệ góc hai mặt tiền đường, được gia chủ thiết kế có một khoảng sân phía trước, nhà có thể đổ lên được 2 chiếc xe ô tô, một chiếc bên trong thêm một chiếc bên ngoài, tương đối thoải mái và hợp lý. Và đối diện nhà là trường mầm non Bé Ngôi Sao, đó vị trí đường hai chiều, thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề, làm gì cũng ra tiền. Và đi di chuyển tiếp tục vào bên trong ngôi nhà để cả nhà mình cùng tham quan. Mình có một khoảng sân phía trước, khu vực trồng cây, trồng hoa, trồng cây trái, cả nhà để như vậy cũng thông thoáng cũng được. Hoặc là mình thiết kế một cái lớp mái che bằng kính cường lực, hoặc là tấm PK, hoặc là mái che di động bên trên cũng được luôn. Được gia chủ trang bị gồm hai lối, một lối cửa di chuyển bằng xe máy, lối cửa bên đây di chuyển bằng xe ô tô. Đó, sân rộng quá cả nhà ơi, thiết kế rất là thoáng luôn, xây dựng lên tới 6.5 tấm, nhà mặt tiền thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Và đi di chuyển tiếp tục vào bên trong ngôi nhà để cả nhà mình cùng tham quan. Hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chúng bán trong ngày. Và khu vực tầng trời đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện với mẫu kiến trúc hiện đại, tầm chỗ là làm màu trắng. Bên dưới gia chủ mình lót gạch bóng kiến chống trầy chống trơn trượt 80-80, với tông là màu xám, khoảng này thông tầng nhìn lên bên trên.
Bên trên mình có đèn chùm, trần chìm trực cấp đèn led âm trần. Đẹp quá. Và mảng tường của mình được gia chủ mình ốp tấm giả đá, kết hợp thêm những cái tấm than tre bên trên. Gia chủ đưa những cái phiêu chỉ hệ thống đèn chiếu sáng vào bên trong nhà của mình, nhấn nhá lên điểm nhấn cho căn nhà phố mặt tiền đường. Và khu vực phòng khách của mình là trong đó có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, đầy đủ các trang thiết bị nội thất, tivi treo tường bên trên. Nhà mình với thông số diện tích chiều ngang là 4m7, chiều sâu vào là 17m. Nhà đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình đang cư sinh sống. Và với lợi thế góc hai mặt tiền đường cho nên bên hông của mình có chỗ thêm một lối cửa di chuyển ở bên ngoài, thêm những cái ô cửa sổ. Và đặc biệt những cái ô cửa sổ đó gia chủ đã thiết kế cho mình những cái khung sắt bảo vệ rất là an toàn cho đại gia đình của mình khi mà an cư tại ngôi nhà này. Và với cách này mình quan tâm căn nhà này, hãy đến Cung Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chúng có bán trong ngày. Gia chủ đã đầu tư cho mình đầy đủ các trang thiết bị nội thất và thiết kế cho mình thang máy cũng như là thang bộ nằm ở cuối ngôi nhà. Cho nên mỗi tầng như vậy không gian sử dụng rất là thoải mái và rộng rãi luôn. Đó, hệ thống camera gian phòng khách nè. Đó. Và khu vực này gia chủ thiết kế cho mình toilet sử dụng tại tầng trệt. Và cái mảng ốp khu vực toilet phía bên ngoài gia chủ sử dụng cho mình là những cái tấm than tre. Cái loại than tre này là giá thành thông thường sẽ đắt hơn những cái tấm giả đá hoặc những tấm nhựa PVC nhiều. Cái loại này là khi mà mình có dính một cái vết dơ gì đó, cả nhà mình chỉ cần lấy khăn giấy ướt á, hoặc có là khăn nhúng nước một tí để mình lau qua là nhìn rất là sạch luôn. Và khu vực toilet bên trong đã được gia chủ đầu tư hoàn thiện. Trong đó mình có bồn vệ sinh, lavabo đun sôi và tấm hoa sen đứng gạch ốp cao phân trần bên trên. Một căn nhà được gia chủ sử dụng thiết bị điện thông minh smart home, thang máy, thang bộ nằm ở cuối ngôi nhà, đầy đủ các trang thiết bị cho đại gia đình của mình đang cư sinh sống. Và khu vực thang bộ bên này ốp đá, tay vịn bằng trụ gỗ, lan can bằng kính cường lực. Bên dưới chân cầu thang của mình được gia chủ thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng, nhìn nhà quá là đẹp luôn. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm như là một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà. Đối với khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chúng bán trong ngày. Và Hằng Ni di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan nè. Gia chủ dành hẳn riêng gian tầng lửng bên trên thiết kế cho mình khu vực bếp. Hằng Ni sẽ đi bằng thang bộ trước. Đó, từ bên trên nhìn xuống khu vực thang máy của mình. Nhìn sáng quá ha cả nhà. Một căn nhà mặt tiền đường, vừa ở kết hợp mở spa tại nhà, kinh doanh đa ngành nghề, làm gì cũng ra tiền luôn. Và khu vực tầng lửng bên trên gia chủ thiết kế cho mình phòng bếp kết hợp với gian phòng ăn. Và thang máy thang bộ, nếu mà đi thang máy sẽ di chuyển hướng bên này và sẽ kết nối với khu vực phòng bếp phía trước, đầy đủ các trang thiết bị. Trong đó mình có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới và được gia chủ sử dụng toàn bộ cho mình là chất liệu gỗ an cường kết hợp với quầy bếp đảo, bộ bàn ăn 6 ghế. Đẹp quá, đó, nét chưa. Nhà mình nó ban ngày cho đầy đủ ánh sáng tự nhiên bởi cái lợi thế của mình là góc hai mặt tiền đường á, bao bọc xung quanh là được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện. Khoảng này nhìn thông tầng xuống bên dưới cái hệ đèn chùm của mình, nhìn thoáng quá cả nhà. Nhà xây dựng rất là cao tầng luôn, ngay vị trí mặt tiền, trục kết nối với đường Thống Nhất, đường Nguyễn Văn Lượng, rất là phù hợp cả nhà mình di chuyển về các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đó, mình có quầy bếp đảo nữa nè, kết hợp với gian phòng ăn của mình. Bếp âm mặt đá mới hút 10, bồn rửa, máy rửa chén, phụ kiện bếp đã được gia chủ mình đầu tư chỉnh chu và hoàn thiện. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn bao bọc xung quanh gian bếp. Hằng Ni di chuyển tiếp tục lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Đó, gian phòng bếp của mình đó, những cái ô cửa sổ này bên ngoài là một lớp cửa sinh pha, thêm một lớp khung sắt bảo vệ, rồi thêm một cái rèm che trắng nữa nè cả nhà. Đó, nhìn nét quá ha, nhìn rất là đẹp luôn cho căn nhà phố này. Đã được gia chủ mình đầu tư chỉnh chu, cả nhà mình mua về chỉ cần sắp vali phòng ở. Sổ hồng chính chủ công chứng bán trong ngày. Và mình có những cái hệ tủ trụ, tủ trưng bày đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Và đi di chuyển tiếp tục lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Nhà mình với lợi thế góc hai mặt tiền đường cho nên mỗi tầng như vậy gia chủ có thiết kế cho mình những cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài cho khu vực thang bộ di chuyển lên cái tầng bên trên để nhìn rất là thông thoáng luôn. Hằng Ni sẽ đi vào bên trong thang máy, cả nhà mình cũng ngắm nhìn thang máy nè. Nhà sử dụng thiết bị điện thông minh smart home. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này,
hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế và làm việc với chính chủ. Một căn nhà ngay vị trí mặt tiền đường cả nhà ơi. Mua về mình mở văn phòng công ty, kinh doanh đa ngành nghề thì rất là phù hợp luôn. Vừa bước vào bên trong thang máy được gia chủ thể hiện cho mình một cái chữ phúc. Đó. Thang này trọng lượng của mình là 450kg, mỗi lần di chuyển như vậy là được 6 người. Hằng Ni di chuyển tiếp tục lên lầu đầu tiên. Trệt là tầng lẫn là lầu 1, 2, 3, 4, sân thượng 6,5 nha cả nhà. Nhà cao tầng quá là đẹp luôn, ngay vị trí mặt tiền đường. Làm gì cũng ra tiền, kinh doanh gì cũng được. Và Hằng Ni đang có mặt tại gian lầu đầu tiên, đã được gia chủ trang bị hoàn thiện một phòng ngủ master tại đây. Đó, thang bộ của mình nè, thiết kế cho mình hệ thống đèn chiếu sáng. Vừa bước ra thang máy, đối diện của mình là thang bộ. Và di chuyển tiếp tục vào phòng ngủ đầu tiên, gia chủ thiết kế rất là hợp lý luôn. Mỗi tầng như vậy là một phòng ngủ master lớn. Thang bộ, thang máy nằm ở cuối nhà. Nhà mình mà kết hợp để ở hoặc là mình kinh doanh spa, mở văn phòng công ty thì thiết kế này rất là phù hợp luôn á. Tại vì mỗi tầng là một cái phòng rất là lớn luôn cả nhà. Mình kinh doanh gì cũng được, đa khoa, nha khoa. Và phòng nào cũng được gia chủ có thiết kế toilet sử dụng riêng bên trong. Mình có lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, vách kính ngăn riêng, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Rất là sạch sẽ luôn cả nhà. Đã là nhà mặt tiền đường mà còn ngay căn góc hai mặt tiền nữa chứ, mà được xây dựng cao tầng nó 6,5 bên trên. Và được gia chủ mình có đầu tư hẳn thang máy bên trong nhà, mà thêm một khoảng sân lợi thế phía trước mình đổ xe cho khách nè, hoặc có là mình vừa ở vừa kinh doanh mặt tiền phía trước thì rất là hợp lý luôn. Đó, khu vực phòng ngủ của mình đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện, ngăn cách giữa khu vực ngủ và khu vực thay đồ bên trong. Trong đó là mình có giường ngủ nè, hệ tủ tách đầu giường, rèm màn cửa hai lớp, bàn trang điểm, ban công phía trước, ban công khu vực trồng cây trồng hoa. Nhìn ra trục đường phía trước nè. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chứng bán trong ngày cho căn nhà phố này. Trong đó mình có bàn trang điểm, kệ tủ tivi, ghế để ngồi, tủ quần áo, máy lạnh dành riêng cho mỗi phòng. Nhà mình với thông số diện tích chiều ngang là 4m7, nên bước vào bên trong nhà của mình nhìn rất là thoáng luôn. Khu vực mảng tường giường ngủ của mình được gia chủ mình ốp trên cái tấm than tre cả nhà. Rồi cái hệ tủ này là mình để túi sách nè, để mấy cái đồ trưng bày rất là hợp lý luôn. Nhưng mà Hằng Ni thấy hơi thiếu một tí á, thay vì cái mảng này nè, phía sau mình có thể là mình thiết kế những cái tấm kính á. Đó, tấm cửa mà bằng kính cường lực, cái khung bao bọc bằng khung nhôm á, thì mình để đồ vào nhìn nó sẽ gọn gàng hơn, nhưng mà nó vẫn ánh lên, nhìn xuyên thấu được bên trong á cả nhà. Đó, giống vậy cũng được. Hoặc là cái thay vì cái tay nắm này gia chủ sử dụng là bằng gỗ thì mình sử dụng bằng cái loại nhôm xin pha, nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó ánh sáng lên, nhìn nó rất là nét luôn á. Và đi di chuyển tiếp tục lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng căn nhà này với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Nhà này đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống. Đó, Hằng Ni chuyển tiếp tục lên phòng master thứ hai nè. Thì hiện là số 3 nha cả nhà. Và với khách hàng mình đang cần tìm nhà mặt tiền thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề, các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 2.000 căn nhà, các nhà mình chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và khu vực lầu tiếp theo, mỗi tầng như vậy sẽ được gia chủ thiết kế cho mình một cái gian phòng ngủ master khác biệt với nhau một tí. Và bước vào bên trong ngôi nhà của mình nè. Đó, căn phòng tiếp theo được gia chủ mình nhấn nhá rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là Hằng Ni thích căn phòng này hơn căn phòng bên dưới á, bởi vì thiết kế hơi phá cách một tí á cả nhà. Tôi đã sử dụng riêng bên trong, vẫn là có vách kính ngăn riêng khi tắm không bị văng nước ra bên ngoài. Lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, gạch ốp cao phun trần lên trên. Và gian phòng ngủ của mình, trong đó mình có khu vực giường ngủ bo tròn uốn lượn, hệ tủ quần áo trải dài luôn. Đó. Và thêm một cái hệ ban công ở đây nữa. Tính ra là lên trên này là bắt đầu mình có lên tới hai cái ban công lận. Nhìn chill quá ha cả nhà. Nhìn đối diện ra nè, một căn nhà tọa lạc ngay vị trí mặt tiền đường số 1, thuộc phường 16 quận Gò Vấp, trục kết nối với đường Thống Nhất.
đó đẹp quá. Từng ngóc ngách chi tiết bên trong nhà mình đều được gia chủ mình chăm chút kỹ lưỡng lắm. Giường ngủ thì thiết kế bo tròn uốn lượn như vậy, và phòng nào cũng có lắp máy lạnh cho mình hoàn thiện. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày và ở cái khu vực ban công phía trước nè. Đó, ban công phía trước. Nhìn xuống trục đường mặt tiền đường bên dưới, đối diện nhà mình là trường mầm non Bé Ngôi Sao. Một vị trí phải nói là quá là đẹp, đường mini top cho đến bách hóa xanh. Đi qua di chuyển qua bên này thì mình còn một cái ban công bên này nữa, là ban công mini nhỏ nhỏ nè cả nhà. Đó, một căn nhà được gia chủ thiết kế với mẫu hiện đại, đầu tư chỉnh chu, đầy đủ các trang thiết bị nội thất bên trong nhà. Và với khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày, bàn trang điểm kết hợp với tủ quần áo góc bên này, đó đẹp quá ha cả nhà. Với mẫu hiện đại bên dưới gia chủ mình lót thạch bóng kiến chống trầy chống chân chợt 80-80, tông là màu xám có những cái phần khói bên trong nữa. Cái giường ngủ của mình đó, đó nhìn nó cứ bo tròn, nhìn nó mềm mại như thế nào á. Bàn đi di chuyển tiếp tục lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan, tìm cái hệ tủ trưng bày, tủ decor bên trong nhà nữa. Nãy Hằng Ly quay là hai phòng ngủ master rồi, nhà mình có tổng lên tới 4 phòng ngủ master lận. Mà còn ngay vị trí mặt tiền đường, nhà thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề, làm gì cũng ra tiền luôn cả nhà. Với khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngay với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chứng bán trong ngày. Và Hằng Ly di chuyển tiếp tục lên gian phòng master tiếp theo bên trên để cả nhà mình cùng tham quan nè. Lại đi bằng thang máy, cái nhà mình cũng ngắm nhìn thang máy một lần nữa. Hai phòng ngủ master rồi, bây giờ mình di chuyển tiếp tục phòng ngủ master tiếp theo, phòng ngủ master thứ ba. Bên trong thang có nhạc nhẹ nhẹ, nhìn nó rất là nhẹ nhàng và thoải mái luôn, cũng như cái quạt hơi lạnh bên trên đó nè. Và Hằng Ly đang có mặt tại tầng tiếp theo, đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Mỗi tầng là một cái phong cách hơi khác biệt đi một tí để cả nhà mình chọn được một căn phòng ưng ý nhất. Và nhà mình lại một cái hướng rất là mát luôn, hướng nam phía trước đó cả nhà, cho nên lượng gió trời lúc nào cũng lưu thông ấy, mà hướng bên hông là hướng đông nữa. Đó, dàn phòng master tiếp theo nè. Nhà này mà mình kết hợp hả, vừa ở vừa kinh doanh, mình ở 2 tầng bên trên hoặc là 3 tầng bên trên, bên dưới mình mở spa nè. Những cái căn phòng này rất là phù hợp để mở phòng spa rồi, hoặc là phòng chăm sóc da. Đó, ta đã sử dụng riêng bên trong. Ở đây là tường đồng giống tầng bên dưới về kết cấu của ngôi nhà, vách kính ngăn riêng, bồn vệ sinh là bồn đường soi. Đó, phía bên ngoài của mình, trong đó là mình có tủ quần áo, ngăn cách giữa khu vực phòng thay đồ riêng biệt cho gian phòng ngủ phía trước. Gia chủ đã đầu tư cho mình hoàn thiện giường ngủ, kệ tủ tivi, bàn trang điểm, hệ tủ táp đầu giường. Đó, mảng tường khu vực giường ngủ của mình được gia chủ mình ốp tấm than tre, nhìn nét quá cả nhà. Sang chưa? Nhìn rất là đẹp luôn á. Và khu vực ban công phía trước nè. Để quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngay với một mức giá hợp lý nhất. Kế bên căn nhà này là Hằng Ly còn một cái căn nhà mặt tiền bên đây, Hằng Ly có quay rồi á. Phân khúc giá bán chỉ có 13 tỷ hơn như cái nhà. Ngay mặt tiền đường này đang có 2 căn để có nhà mình lựa chọn luôn. Đường lưu thông lúc nào cũng đông xe cộ qua lại hết, cho nên mình kinh doanh gì cũng được, làm gì cũng ra tiền. Đó, thông thoáng chưa? Đẹp quá. Với tông chủ đạo là màu xám cho căn nhà phố ngay vị trí mặt tiền đường. Và từ cái lầu 2 chỗ lên trên á, là bắt đầu gia chủ mình có chỗ một cái ban công thứ hai. Tính ra phòng ngủ master của mình có tới 2 cái ban công, rồi thêm rất là nhiều ô cửa sổ. Và những cái cửa sổ là gia chủ đã thiết kế rất là chắc chắn luôn, rồi có thêm những cái khung sắt bảo vệ bên trong, rồi thêm một cái lớp rèm che ánh nắng ban ngày nữa. Đó, đẹp quá cả nhà. Và đi di chuyển tiếp tục lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan, thì thêm cái ban công thứ hai view ra bên ngoài nữa nè. Thank you.
trồng cây trồng hoa phía ngoài này. Nhà này mà mình trồng cái chàng hoa giấy thì Hạnh thấy rất là xinh luôn á. Những cái cây căn nhà của mình á mà trồng dạng hoa giấy á cả nhà, ban ngày thì nó có màu cứ màu vàng trắng hồng á, hoa giấy Thái á, thì nhà phải nói là rất là đẹp luôn á. Cả nhà mình trồng thử những cái loại hoa đó thử. Hằng đi di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo, cái này mình cùng tham quan nè. Đấy, Hằng đi quay là 3 phòng master rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp tục một phòng ngủ master tiếp theo nữa. Một căn nhà đã được gia chủ thiết kế quá là đẹp, chỉnh chu, sang trọng ngay vị trí mặt tiền đường, thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Và cùng Hằng đi chúng ta di chuyển vào bên trong thang máy. Với khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất. Phân khúc giá bán 16 tỷ hơn nha cả nhà. Tới rồi. Đó. Đó, và khu vực tầng tiếp theo đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Gian phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ master thứ tư. Nhà mình nó tính ra hả, một trệt một lửng. 4 lầu đó sẽ được gia chủ thiết kế là 4 phòng master thêm cái tầng sân thượng bên trên nữa. Đầy đủ các trang thiết bị nội thất và mỗi tầng á là một cái gian phòng ngủ rất là lớn luôn. Thang bộ thang máy được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà, cuối ngôi nhà. Đó. Tính ra 4 phòng á thì trong đó là được gia chủ mình thiết kế á là hơi khác biệt một tí, và phòng nào cũng có toilet sử dụng riêng bên trong. Toilet của mình có lavabo, đường sôi, bồn vệ sinh, vách kính gang ghiêng và tấm hoa sen đứng gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Gương đó chúng ta bật tắt đèn được luôn nha cả nhà. Và khu vực phòng ngủ này, bắt đầu lên trên này, gia chủ sẽ thiết kế cái gian phòng ngủ này á là hai cái giường đôi cho mình. Nhìn nó rất là hợp lý luôn á. Có thể là ông bà lớn tuổi á, mình thích một cái giường đôi như vậy nè. Hoặc là một cặp bé trai, một cặp bé gái trong gia đình của mình thì tương đối phù hợp luôn. Mình trong đó là mình có đầy đủ cái trang thiết bị, bàn trang điểm, tủ quần áo, bàn học, cái tủ tivi, cho đến cái hệ ghế đôn nè. Đó, cái bộ ghế sofa mini ngồi. Hai tầng bên dưới là mình có cái ban công trổ ra bên ngoài. Bắt đầu lên tầng này gia chủ xây full đẩy ra luôn nè cả nhà. Sử dụng cái ô cửa sổ rồi thiết kế cho mình một cái ghế đôn ở đây á. Mình ngồi mình đọc sách, ngồi uống trà, ngồi nhâm nhi một ly trà cũng rất là hợp lý luôn. Đó, mảng tường khu vực giường ngủ được gia chủ mình ốp cái tấm giả đá, kết hợp thêm những cái lam gỗ và khu vực ban công phía trước. Và biết cách này mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng đi làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà để cả nhà mình an cư sinh sống và sở hữu ngay căn nhà phố này. Tổng của mình là 4 phòng ngủ nha cả nhà, và mình còn tầm một tầng sân thượng bên trên nữa. Đó, đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện các trang thiết bị. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà mình. Nhà được gia chủ sử dụng thiết bị điện thông minh Smart Home, bật tắt điện bằng điện thoại. Mình còn một cái tầng sân thượng bên trên nữa. Tính ra nhà lên tới 6 tấm rưỡi lận, vừa cao tầng vừa thông thoáng. Vượt thang máy nè, rồi lên tầng tiếp theo bên trên này, thang máy sẽ di chuyển lên tới trên đây luôn. Và gia chủ thiết kế cho mình đã hoàn thiện. Đó, vừa bước lên đây cái khu vực thang bộ hàng đi vừa đi ra. Rồi thang máy ở đây mình sẽ có một cái toilet mini ở đây, có bồn vệ sinh lavabo đương soi, mình thiết kế làm khu vực giặt sấy cũng được. Và phía trước có là khoảng sân vườn, ở đây nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, để ghế xích đu cũng được. Có bộ bàn trà kèm 8 ghế đã được gia chủ thiết kế hoàn thiện. Bên trên là những khung sắt bảo vệ, tấm PK che nắng che mưa. Gia chủ có thể là thiết kế thì một cái gian phòng thờ ở đây cũng được. Nếu mà cả nhà mình cần, gia chủ sẽ hỗ trợ thiết kế gian phòng thờ tùy theo phong tục tập quán gia đình mình. Đó, thiết kế là một cái phòng riêng tư riêng biệt luôn. Rồi cái khoảng này phía trước này mình làm cái sân vườn chiêu chiêu trồng cây. Nhà quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này cho một căn nhà mặt tiền đường thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề, hãy đến cùng Hằng Ly tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất cho một căn nhà ngay vị trí đường lưu thông hai chiều đó. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ly chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem, ủng hộ cho em, cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ly xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình, các cô chú anh chị luôn có sức khỏe an yên và tràn đầy hạnh phúc, và mình đón một năm 2024 vạn sự như ý. Cả nhà
mình quan tâm căn nhà mặt tiền này hoặc là thích những căn nhà mặt tiền đường lớn như vậy, thì ngay đường số 1 của mình đang có 2 căn, một căn 13 tỷ hơn và căn Hằng Ni đang quay là phân khúc cho bé 16 tỷ hơn. Mình vào mình thương lượng dưới 16 tỷ thoải mái nha cả nhà. Và Hằng Ni đang có một mức giá nội bộ rất là tốt, cam kết tốt nhất thị trường hiện nay. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt, bye bye.